Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, sau 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã đạt đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lâu dài ở mức độ cao. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, hai bên đã nhất trí thiết lập mục tiêu mới là tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong thời gian sớm nhất, đồng thời tăng cường hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực truyền thống, đẩy nhanh xây dựng tuyến vận tải quốc tế xuyên Caspi và tuyến đường sắt xuyên biên giới thứ ba giữa hai nước, cùng nhau tạo ra các điểm tăng trưởng mới trong hợp tác trên các lĩnh vực như khoáng sản then chốt, năng lượng mới, đổi mới công nghệ, hàng không vũ trụ và kinh tế số. Về phần mình, Tổng thống Tokayev khẳng định, Kazakhstan và Trung Quốc đều có quan điểm tương tự trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Kazakhstan sẵn sàng tăng cường liên lạc và hợp tác với Trung Quốc trong các khuôn khổ đa phương như cơ chế Trung Quốc-Trung Á, SCO và Liên Hợp Quốc.